Vì xem cái thau cá lóc nhìn ngon ghê không? Dạ. Con ơi, bọc hả? 20-25 nha. Còn nếu mà quý vị ăn thêm bao nhiêu á thì tính thêm. Đây kiểu gì bán giống như ở trong gia đình đó. Anh chỉ sợ miếng canh này là già mình làm đúng không gì? Cũng có coi qua phải không? Dạ, coi coi qua mới chạy lên đây. Cá này là mình hấp hay là sao vậy? Không, mình luộc rồi mình rỉa. À, lấy đầu, xương rồi hả? À, lấy xương, đầu mình bán riêng. Dạ. Còn cái đầu đây là hết rồi hả chị? À, hết rồi. Vậy tí con để dành, chị để dành cái này cho con nha. Dạ, dạ. À. Con mua về ha, con ăn. Dạ, tiếng ăn ở đây luôn. À. Dạ. Là mình làm bao nhiêu con là có bấy nhiêu cái đầu đó thôi, đúng chứ không rồi, bán nhiều rồi. Hơn phải không? Cô không mua đầu riêng. Dạ, tại không vì mua đầu riêng. Nhiều khi đầu cắt chứ. À, dạ. Mình chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV trưa chiều ngày hôm nay nha. Quý vị thân mến, bây giờ là khoảng hơn 2 giờ chiều, quý vị Phú Tha đang có mặt tại Củ Chi. Hôm nay Phú Tha cùng với quý vị đi ăn món bánh canh cá lóc nha. Đây, trời vẫn còn đang rất là nắng quý vị ạ. Ở đây thì đường xá nó rộng lắm, quý vị nào mà mình muốn thưởng thức thì mình có thể chạy xe hơi lên đây được nè. Còn quán ở đây, không gian quán bình dân quý vị ạ, gần gũi lắm. Này thấy khách nhí ăn quá trời luôn nè. Còn cái quầy của dì bên đây. Đây là bánh canh cá lóc. Cậu ơi chào chị chút nha. Của cậu này nè Nguyên. Đây là mình bán từ lúc mấy giờ vậy dì? À, sáng là 6 giờ dì bán, chiều 2 giờ. Dạ. Ừ. Bán hai cự ha. À, hai cự sáng dì gà xong rồi chiều cá gà. À. Ừ. Buổi sáng là bán bánh canh gà, dạ. Buổi chiều là bánh canh cá gà. À. Với phần như vậy là mình bán bao nhiêu vậy dì? Tô vậy hả? Dạ. Tô 25, tô 20. Còn ai ăn thêm cá, thịt gì thêm, tiền thêm. Dạ, tính thêm. À, đầu cá tính thêm. Vì xem cái thau cá lóc nhìn ngon ghê không? Dạ. Con ơi, bọc hả? 20-25 nha. Còn nếu mà quý vị ăn thêm bao nhiêu á thì tính thêm. Đây kiểu gì bán giống như ở trong gia đình đó. Anh chỉ sợ miếng canh này là già mình làm đúng không gì? À, mình làm vậy. Con qua phải không? Dạ, con coi qua mới chạy lên đây. À. Cá này là mình hấp hay là sao vậy? Mình luộc rồi mình rỉa. À, lấy đầu, xương rồi hả? À, lấy xương, đầu mình bán riêng. Dạ. Còn cái đầu đây là hết rồi hả chị? À, hết rồi. Vậy tí con để dành, chị để dành cái này cho con nha. Dạ, dạ. Con mua về ha, con ăn. Dạ, tiếng ăn ở đây luôn. À. Dạ. Là mình làm bao nhiêu con là có bấy nhiêu cái đầu đó thôi, đúng chứ không rồi, bán nhiều rồi. Hơn phải không? Đầu riêng. Dạ, không mua đầu riêng. Nhiều khi đầu cá chứ. À, dạ. Cô làm gì người ta ăn quen rồi. Dạ. Nhiều khi đầu cá ngọt cái gì cô cũng mua. Dạ. Như vậy là buổi chiều như vậy gì bán nhiều nhiều con cá không? À, buổi chiều thì cá lớn thì 5-6 con, cá nhỏ thì 5 con vậy đó. Dạ. Mà chắc cá cũng lớn hay gì ạ? À, vô số ký. 5 con á mà nhiêu một thao cá. 5 con. Bán giật hết mới rồi đó. Dạ. 5 con là đầy tới đây nè. Dạ. Chị bán thử giờ. Dạ. Như là bán mấy chục năm rồi mà. À, nghe nói là như mẹ của gì là truyền lại phải không? Dạ đúng. Hình như bà là bán trước đó là bà bán 574. Dạ. Để... chị làm cho con luôn đi hả? Làm cho con. Làm ăn. Dạ. Làm ăn. Cậu ngồi đó luôn đi. Dạ con ngồi nè. Cậu ăn cá không hay là bánh canh không đầu cá? Cho con thêm cá đi. Ừ. Cá với lại đầu cá luôn. Ừ.
Cái phần của con vậy là bao nhiêu vậy chị? À, phần của con cái đầu này nhỏ nè, coi 60 á. Dạ 60. Luôn tôm canh á. Đầu lớn thì tính lớn. Con tìm khó không? Dạ dễ đi mà. À. Dạ 107. À đúng. Đường số 13. Đây thưởng thức quý vị ạ. Bánh chanh cá lóc. Nước đục trắng quý vị ạ. Cái bột sắt nó đục gì đó cả. Dạ, cái này là cái nước bột luôn á. Cái này là bột gạo không. Cậu muốn vậy á, ngày mai cậu lên coi cái khâu tráng. Dạ dạ con có lớn có xem ở trên mạng á. Dạ. Ừ. Tráng sau đó cái treo đúng ở trên cái xào phải không? Dạ. Còn muốn trực tiếp thì là dạ. Qua lại còn thấy rồi thôi. Dạ dạ. Con có xem. Biết. Cá. Cá. Đây thì dì lấy xương hết rồi. Cái đầu. Đầu bự chạng. Bữa nhiều bạn quay rồi người Sài Gòn dưới Lên An có nhiều không dì? Ví dụ cô bán cũng gọi là cô cũng có hỏi ai ở đâu tới nữa. Dạ. Có khi quen cũng có gì lạ. Vậy là đa số khách của mình là người dân địa phương xung quanh đây thôi. Đang quen thôi. Dạ. Những khi người ta đi mà nhiều khi kéo đường người ta cũng không ghé được. Dạ. Tại mình cũng không sớm nè. Dạ đúng rồi. Ở đó cô bán chợ. À bán chợ. À, ở đây còn buổi chiều, còn sáng là chợ, từ dịp giờ không có ra. Rồi bán trong đây luôn. Bán đây luôn. Dịch làm mọi thứ thay đổi nhiều quá gì hả? Buôn bán cũng không bằng xưa. Dạ. Với lại bữa nay công nghệ phát triển quá, người ta đi chợ trên mạng không à? Dạ. Ít ra chợ truyền thống. Chợ nào cũng dán không? Dạ, chợ nào cũng bán hết. Cho một con mềm gì ạ? Mềm. Cái này là gì nấu nước 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 không chứ không có nước dừa hết đúng không? Không. Dạ. Có nhiều người ơi người ta bỏ nước dừa. Cá xúc gà đó thôi. À nước luộc cá với lại gà đó đó. Mình tay ở dưới á, cho thằng nó dừa. Dạ đúng rồi. Vậy là ngày xưa bà để như nào là bán như nào là bây giờ bán gì bán cái trang vậy? Bán cái gì? Xưa bà bán cái đĩa à. Dạ. Đây, thử miếng cá rồi, cá nước mắm. Mình bán 2 giờ thì khoảng mấy giờ là mình hết hay gì? Bán 5 giờ đổ lại rồi con. À. Chị không có bán tối. Dạ. Tối ở đây chắc vắng rồi. Tối ở đây chắc vắng rồi. À, chiều hả? Dạ. Tại mình thấy tối quá. Khu ngoài kia bán đông tại chị không có quen bán tối. À, từ dạ. Nào về cô bán dẹp sớm. Tại sáng buổi rồi. Dạ. Sớm nghỉ sớm để mai bán tiếp. Bố tự cực cực. Này gì nấu không hiểu không? Tự nhiên đó mà. Truyền thống. Mai gì cô nghỉ không? Mai chủ nhật cô nghỉ không gì? Không.
Bán suốt luôn. Bán suốt cho nên công chuyện càng công chuyện mới này. Dạ. Chủ nhật giờ bán còn đông hơn là ngày thường nữa. Ừ. Chủ nhật là người ta dạ, được nghỉ. Lấy mắm không cậu? Anh đi ăn đông hơn. Giờ chủ nhật là nghỉ đó. Dạ. Giống như hôm nay thứ bảy cũng có mấy em học sinh nghỉ nè. Chứ nếu mà bình thường là chắc là không. Sự thật nghỉ hè đó, dạ. Bé này nè. Rồi thì bọc đi cái bánh đâu rồi. 30. Cá chắc thì trăm mốt đầu cá 40 là 150 có bánh không cô? Hai cái bánh vậy bánh. 150 156 đi. Rồi. Để cho con đi của chỗ này mới có tiền. Đó là lớn hả con? Dạ dạ. Dạ. Con này 156 của mình. Này của con này của con. Dạ dạ. Đây. Con ha. 28.000 đó con. Còn đâu không? Hết rồi. May quá mình à, đến sớm mình ăn trước. Cậu ngồi bàn sao đi hả? Đậu thịt chắc không? Ủa vậy là cái xoài bột này á, là mình làm mình có để muối không hay là mình chỉ để làm mình bán thôi? Có, ví dụ ai có món nào có đặt. Dạ, yeah. Mày có số điện thoại không chị? Để cho ai muốn mà đặt á. Ta đặt số nhiều chị mới giao. À nhiều mới giao à? Dạ, có số điện thoại không? Lỡ có ai muốn. Có số điện thoại tiếng đi. Không mấy gì không nhớ. Tôi cũng nhớ. Số cô thì nhiều khi cô có giữ điện thoại nè. Dạ. Vậy thôi người ta nếu mà muốn đến trực tiếp đi hả? 107 đường số 13 đi. Ấp Tân Tiến. Mình cho số đi là tốt. Dạ, vậy nếu mà có số thì tốt. 038 430 ba con số 6 3666 số 4 đuôi 4. Dạ. Số 4 đuôi cậu. Dạ, đó là số gì á ha? Số của gì đây? Dạ. Một quà ra 20, 25, 2 để ớt không? Tại cái sợi bánh canh này là gì làm truyền thống vì trong gia đình á. Nếu mà quý vị nào mà muốn mình đặt về mình bán thì bán mình liên hệ với gì. Nhưng mà phải lấy số lượng nhiều thì gì mới giao nha. Cũng như ai có mở có mặt bằng bán á. Dạ đúng thì rồi. Liên hệ với gì. Dạ. Nhiều khi xa gì cũng gửi xe được. Dạ. Ăn xong làm thêm ly đậu xanh nè. Đi cho bá lửa luôn. Buổi chiều như người ta cũng ít ăn gà hay gì hả? Ừ, gà thì gà thì bán kèm thì thêm vậy thôi. Dạ. Mà dì bán chỉ là cái phần ức thôi đúng không? Không, dì bán nguyên con gà. À, nguyên con gà. Dì bán hết. Bán hết rồi hả? Còn phần nào? Chị bán gà đẻ trứng á. À. Đẻ đúng không? Lên đây nó yên tĩnh ghê gì. Ừ. Đường xá nó rộng mà nó yên. Mấy hôm nay ở đây có mưa lớn không? Có. Mưa được 1-2 cây lớn rồi đó. Mà mưa là chắc là món này bán được hơn phải không chị? Mưa nắng thì gì cũng bán. Dạ. Bán thì nó không bằng hồi xưa thôi. Từ dịch giờ đó. Cũng bán được thôi nhưng mà nó không bằng mình rồi đó. Giờ công nhân đâu người ta về quê hết rồi không? Công nhân có mới cũng gì quê. Dạ.
công nhân mà nó còn làm nó có chỗ còn thấy những người chiều ở đó bán chứ nhờ công nhân nữa. Dạ đúng rồi. Rồi quý vị ơi, chúng ta vừa mới thưởng thức xong tô bánh canh cá lóc. Cầm thêm một cái đầu quý vị ạ. Rồi uống thêm ly sữa nữa. Sữa đậu xanh. No căng rọt luôn. Đây, chờ đến 2 giờ để ăn luôn á. Chứ nếu mà ăn buổi trưa mà chạy lên đây quay nữa thì ăn không được. Nên hơi đói bụng. Đói bụng thì quất cho no luôn. ở đây quý vị, cái hương vị tự nhiên. Ăn cảm giác nó thân thuộc quý vị ạ. Nó gần gũi á. Ngon á, đặc biệt là cá làm không có bị tanh, không có hôi. Mà dai chắc lắm. Cá mà dai chắc như gà quý vị. Ngon. Thì quý vị nào mà mình thích thì mình ghé mình trải nghiệm xem sao á. Ở trên đây đường khá rộng nên quý vị có thể chạy xe hơi đi. Rồi, cảm ơn quý vị. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Quý vị đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Vina TV quý vị nha. Bye bye và hẹn gặp lại.